Vâng, nay thì cũng mong các khán giả của trên kênh khi đã thành công rồi đấy thì giúp đỡ một việc. Này là video gọi là câu lạc bộ trăm triệu nuôi ong. Thế thì kênh tôi mới thành lập từ tháng 3 năm 2000. Đến nay là cũng 2000 này, 01, 02. Nay nữa là còn 3 năm, 3 năm, 4 tháng rồi đấy. Thì nhiều bác, rất nhiều khán giả xem đấy. Giờ cái tỷ lệ khán giả xem thì cũng tương đối rồi. Nếu mà trên YouTube rồi cũng đứng đầu, top đầu. Hiện nay tôi có hai kênh. Kênh này thì năm ngoái, tháng 10 năm ngoái thì bị mất, nhưng mà sau một tháng tôi lấy lại được thì tiếp tục hành trình. Còn kênh của bác chuyên gia Trần, bác ấy tặng to rồi là tôi tiếp tục theo. Cái đấy thì tôi đi sâu vào phần cơ bản hơn và cố gắng giúp đỡ trên hai kênh, theo dõi trên hai kênh. Thì kênh này thì video đều, còn video của kênh kia thì tôi sẽ làm ít. Thế thì nuôi ong thì nhiều bác là rất thành công. Khâu bán mật là khâu quan trọng nhất của người nuôi ong. Thế thì như bác Hoàng Anh Tuấn ở Phú Bình, Thái Nguyên, năm nay là quay cả vải nhãn nữa và cái mật hè nữa là 16 vọc, là hôm qua bình luận được kêu bán hết mật à, bán hết mật, như thế là có trăm triệu rồi đấy. Và trên kênh rất nhiều các đại ca được 100 triệu, thì những ai là được từ chi phí nuôi ong từ giờ đến cuối năm à, rồi còn đại khái là trừ chi phí hết rồi, năm nay được từ 50 triệu trở lên à, các bác cố gắng cho cái lời bình luận để ủng hộ kênh, để cho các bạn chưa biết mới xem không hiểu để giúp đỡ kênh như thế. Lời bình rất quan trọng, là thu nhập năm nay là được tận đây này, bán mật này, thì các bác cũng chẳng mất cái gì cả, để chúng ta cứ bình luận làm sao cho nó dài dài tí là đúng sự thực. Còn các bác mà ví dụ mà như Thái Nguyên hay là Bắc Giang hay là các nơi mà muốn giao lưu trao đổi cho nhau thì chúng ta phải để số điện thoại lên. Thế thì trên Thái Nguyên hay là cũng có phải đến gần 20 vị, 20 vị là đầu não, là năm nay đã thu hơn 100 triệu rồi đấy. Là cũng người mới gọi là bắt đầu nuôi ong, nhưng mà theo dõi cái kênh của tôi đấy thì cứ dần dần phát huy lên. Nên đầu tiên nuôi ong, nên đầu tiên này thứ nhất là phải bán được mật ong thì nó mới có sự say. Bán mật ong được xong rồi chúng ta lại tạo được ong chúa, kiểu gì chúng ta cũng ắt nuôi ong thành công. Chúng ta sẽ nuôi lấy từ thực tế đàn ong nhà chúng ta đang nuôi này, để chúng ta thử nghiệm lấy cái bài học trên thực tế. Còn theo dõi kênh của tôi là chỉ gọi là tham khảo này, nghiên cứu này và ứng dụng này. Khi chúng ta ứng dụng xong thì tự chúng ta đánh giá một cái bài học, ví dụ 2 đàn 4 cầu, nhưng mà 1 đàn như bây giờ chúng ta rút về chỉ để 2 cầu, còn cái đàn 4 cầu đấy thì trong vòng 1 tháng đến 2 tháng là chúng ta theo dõi là chúng ta có cái kinh nghiệm rồi. Thế thì đàn 2 cầu 4 rút về 2, khi mà đã ở cái mùa dưỡng thì rút đàn ong bé về,
bé về. Thế giờ thì bé và thì ong nó sẽ phủ giấy lên và nó sẽ nuôi trùng nhanh. Đàn hai cầu thì nó hồi lại nó nhanh. Trong vòng 3-40 ngày nữa thì thời tiết thuận lợi, ong nó đẻ kịch xà lên thì chúng ta cho cầu vào, chúng ta cho xây. Nên người nuôi ong phải, các bác mà đã lành nghề rồi đấy thì không nói. Nhưng mà trong cái vụ tới này, thay chú và xây cầu và chia đàn là nhiệm vụ cơ bản nhất của người nuôi ong. Mà đã thay chú này, chia đàn này, rồi xây cầu này thì chúng ta phải đầu tư. Đầu tư đường, như hôm nay là đường là tôi lấy 2.200.000 một tạ. Và chú ý thì nhiều bác trên kênh ấy, thì nhà thì cũng có bán trên tầng, thì cũng thỉnh thoảng giao lưu với các bác ấy, phải đến hơn 100 bác là hiện nay là nuôi ong rất thành công. Và đến giờ trừ chi phí rồi, thu nhập đã được từ 50 triệu đến 150 triệu. Thì có một số cá biệt, một số bạn ấy thì có độ khoảng 100 đàn ong, đến bây giờ là đã được tổng chi phí là đã được 150 triệu. Mình điện Zalo với tôi thì tôi tư vấn cho cái chục người, nó cận kẽ từng tí một. Nuôi ong thì ta là mong muốn bán được mật mới có tiền, có tiền mới tạo ra sự hứng thú nuôi ong. Còn mà đã không bán được mật thì thực sự ra là không có cái gì hứng thú đâu. Nên thì ủng hộ kênh cho những các bác thì theo dõi lâu rồi thì đã thành công rồi. Hiện nay các bác và các bạn khi mà đã thành công thì giúp đỡ tôi về cái gọi là cái lời bình luận cho kênh phát triển hơn. Còn trên hai kênh kia tôi để đi sâu vào cái con ong, thì cũng làm cái gì thì làm, mình thứ nhất là mình cũng phải qua cái thực tế, cái thứ hai nữa cũng phải biên tập video rồi làm các thứ sao nói cho nó đúng về cái khoa học về con ong. Thứ nhất là dùng bảng đen xong rồi bắt đầu phải đi vào thực tế làm những cái video mà cầu kỳ. Thực sự ra là thì 2-3 ngày mới được cái video, thì chẳng hạn những cái video là phải nào là phải thu cái video của Nghĩa Ong Bến Nghé này, của ông Trung Chuyên Ong này, ông Lâm Bình Tuyết Quang này, chọn lọc còn phải xem. Đấy, lưu về rồi cắt sửa. Đấy, làm sao để giới hạn để cho người ta không gọi là chọc gậy bán xe, không vi phạm bản quyền đấy. Là nói chung là rất kỳ công. Ở cái kênh có 5.000 người, còn kênh này cũng chỉ thiếu 100 người nữa thôi. Tôi muốn phát triển thêm thì cũng phải nhờ khán giả. Bắc bạn đã thành công thì hôm nay là video hôm nay có tiêu đề câu lạc bộ 100 triệu nuôi ong. Bác mà đã thành công rồi thì tôi nói bình. Nhưng mà còn bạn nào mà đang đà phát triển đấy, ví dụ có độ khoảng 20-30 đà, chúng ta thấy cái nguồn mật mà chúng ta bán tốt thì các bạn tiếp tục bình luận vào, tiếp tục chúng ta phát triển lên để nuôi tới 100 đàn. Thì nuôi 100 đàn thì nó cũng dễ thôi, nó chỉ có nuôi ong thì nó cũng không khó lắm. Khó nhất là cái ong vượt he này thôi, làm sao cũng giữ được đàn, được giống là được. Còn đàn giờ một cầu mà quân đông ấy, mà chúng ta có điều kiện đầu tư được thì đến đấy.
vụ thu đông là chúng ta chia làm hai, và đến Tết là chúng ta có hai đàn, mỗi đàn được từ 2 đến 3 cầu. Và ăn Tết xong là cái đàn này là sẽ, hai cái đàn này là sẽ lên 4-5 cầu. Mức độ tư thì phải có nguồn thu nhập, chúng ta phải bán được mật. Còn những ai mà không bán được mật, thực sự là muốn phát triển đàn ông khó lắm. Thì nó không có tiền, đã không có tiền là không có sự hứng thú. Để ủng hộ kênh nhà, cũng mong các bác bạn theo dõi kênh rồi và thành đạt. Năm nay thu nhập trừ chi phí đi, riêng tiền lợi nhuận chúng ta từ 50 triệu đến 200 triệu. 200 triệu đã có người rồi nhé. Đấy là người chỉ theo kênh tôi mà bắt đầu nuôi thôi. Thế còn về tính của ông nội, ta phải hiểu như này. Thu nhập của sản phẩm của ông nội là mật và chúng ta bán đàn, trừ đi chi phí sản xuất là chúng ta được 3 dấu cộng lãi đấy nhá. Còn riêng con ông ý là thu nhập sản phẩm của ông ý trừ đi chi phí sản xuất còn 1,1, vẫn kém cái ông nội. Ông nội thì nuôi tại chỗ tại gia. Đấy, nuôi ít cũng được, nuôi nhiều cũng được, nguồn khó khăn cũng được, mà nguồn sung cũng được. Đấy, nuôi nhiều di chuyển vùng ngọ vùng kia cũng được. Đấy là cái lợi nhuận của cái dòng ông nội thứ. Hôm nay rất mong các giờ mà đã thu nhập được từ 50 triệu đến 200 triệu rồi, cũng mong tất các đại ca trên câu lạc bộ hôm nay bình luận giúp đỡ khán giả đi sau cho nó tốt. Chả lại ủng hộ kênh thì các bác, các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ, để lại một bộ dưới. Xin chào tạm biệt.